về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Xin chào tất cả các em học sinh, rất vui khi được gặp lại các em trong video bài học. Bài hôm trước thì chúng ta đã được tìm hiểu về glucose và saccharose. Tiếp theo, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng được đi tìm hiểu về tinh bột và cellulose trong nhóm các chất về glucid hay là carbohydrate. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu bài 5.2 tinh bột và cellulose. Trong bài 5.2 này chúng ta sẽ cùng đi qua 5 nội dung chính, gồm có trạng thái tự nhiên của tinh bột và cellulose, tính chất vật lý của tinh bột và cellulose, đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất hóa học và ứng dụng của tinh bột và cellulose. Và cuối cùng, cô và các em sẽ cùng đi làm một số bài tập củng cố. Thì đầu tiên, tinh bột và cellulose tồn tại ở trong tự nhiên như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu phần 1 la mã trạng thái tự nhiên. Các em hãy quan sát trên hình ảnh của cô này. Cô có một số loại lương thực có chứa tinh bột. Đấy. Và một số loại cây trong thành phần có chứa nhiều cellulose. Thì tinh bột sẽ có nhiều trong các loại hạt, củ quả. Ví dụ như là lúa, ngô, sắn, gạo. Đúng chưa? Hay còn gọi là các loại lương thực. Và cellulose là thành phần chủ yếu trong sợi bông, tre, gỗ, nứa. Vậy chú ý cho cô là ở trong bông, tre, gỗ, nứa sẽ chứa nhiều cellulose. Và ở trong một số loại hạt củ quả như là lúa, ngô, khoai, sắn, gạo sẽ có nhiều tinh bột, được chưa? Rồi, đó là trạng thái tự nhiên của tinh bột và cellulose. Vậy thì tinh bột và cellulose có những tính chất vật lý gì? Tinh bột là chất rắn màu trắng, không tan trong nước ở nhiệt độ thường, nhưng mà tan được trong nước nóng tạo ra dung dịch keo, gọi là hồ tinh bột. Vậy là mình ăn gì nhỉ? Ăn gạo, đúng không nhỉ? Hay là ngô, khoai, mình thấy là nó làm sao nhỉ? Nó là chất rắn màu trắng này, được chưa? Nó tồn tại như là ở dạng bột ấy. Đấy. Nó không tan trong nước ở nhiệt độ thường, chúng ta vo gạo, đúng không? Chúng ta thấy là nó cũng không tan trong nước, đúng không? Nhưng mà khi mà đun nóng lên, mình nấu cơm lên, đấy, thì sẽ tạo ra được một cái nước sệt sệt, đấy, gọi là hồ tinh bột, được chưa? Còn cellulose là chất rắn màu trắng, không tan trong nước ngay cả khi đun nóng. Hãy chú ý cho cô nha. Rồi, đó là tính chất vật lý của tinh bột và cellulose. Vậy thì tinh bột và cellulose có đặc điểm cấu tạo phân tử như thế nào? Thì chú ý cho cô là tinh bột và cellulose có phân tử khối rất lớn nha. Và phân tử tinh bột và cellulose được tạo thành do nhiều nhóm C6H10O5 liên kết với nhau. Đấy, tạo thành một chuỗi cái mắt xích, người ta còn gọi là polyglucid. Glucid, đấy chưa? Trong khi glucose thì gọi là monoglucid, saccharose thì được gọi là diglucid, thì tinh bột và cellulose sẽ được gọi là polyglucid. Đấy. Vậy thì một chuỗi do nhiều nhóm C6H10O5 liên kết với nhau sẽ như thế nào? Cụ thể như sau này. Sẽ do nhiều nhóm C6H10O5 liên kết với nhau. Đấy, rất nhiều những nhóm C6H10O5 này liên kết với nhau, hoặc chúng ta có thể viết gọn như sau này: C6H10O5 tất cả N lần, được chưa? Và cái nhóm C6H10O5 này được gọi là những mắt xích trong phân tử tinh bột và cellulose, được chưa? Nhưng mà tuy nhiên, N của tinh bột và của cellulose là khác nhau. Nó đều có dạng là C6H10O5 tất cả N lần thôi, nhưng mà N của chúng khác nhau. Đối với tinh bột
tinh bột thì N này sẽ xấp xỉ vào khoảng từ 1.200 đến 6.000. Còn đối với cellulose thì N sẽ xấp xỉ 10.000 đến 14.000 cơ. Lớn hơn rất nhiều so với tinh bột. Vậy thì chúng ta thấy là phân tử cellulose lớn hơn rất nhiều so với phân tử tinh bột, đúng chưa? Vậy có một câu hỏi đặt ra cho chúng ta, đó là phân tử tinh bột và cellulose đều có dạng C6H10O5 tất cả N lần, được chưa? Vậy thì chúng có phải là những đồng phân của nhau không? Có cùng phân tử, công thức phân tử nhưng mà có phải là những đồng phân của nhau không nhỉ? À, chú ý cho cô là tinh bột và cellulose không phải là đồng phân của nhau, đúng chưa? Công thức của nó cùng có dạng C6H10O5 tất cả N lần. Tuy nhiên, N này của tinh bột và cellulose là khác nhau, đúng chưa? Cho nên là chúng không có cùng công thức phân tử đâu. Chúng chỉ có cùng dạng thôi, được chưa? Đấy. Vì thế nên là chúng không phải là những đồng phân của nhau, nhớ nhá. Chú ý cho cô, đó là những đặc điểm cấu tạo phân tử của tinh bột và cellulose. Vậy thì tinh bột và cellulose có những tính chất hóa học gì? Đầu tiên là tinh bột và cellulose có phản ứng thủy phân các em ạ. Ở bài học hôm trước thì chúng ta cũng đã học phản ứng thủy phân của gì nhỉ? Của saccharose rồi, đúng không nhỉ? Vậy thì tương tự với saccharose thì tinh bột và cellulose cũng có phản ứng thủy phân C6H10O5 tất cả N lần này, nhiều mắt xích này, được chưa? Thủy phân là cộng với nước, đúng không? Trong môi trường axit loãng và nhiệt độ cao, tức là khi đun nóng đấy, có mặt xúc tác axit, tinh bột và cellulose sẽ bị thủy phân thành glucose C6H12O6. Đây là glucose. Đây là tinh bột hoặc là cellulose. Tinh bột hoặc là cellulose đều có phản ứng thủy phân này, được chưa? Và chúng ta sẽ cân bằng này, thêm N và C6H12O6 vào, thêm N vào nước. Đây chính là phản ứng thủy phân của tinh bột và cellulose ở nhiệt độ cao và có xúc tác là axit loãng, có mặt axit loãng. Và chú ý cho cô là ở điều kiện thường, được chưa, thì tinh bột và cellulose cũng có thể bị thủy phân nhờ một số xúc tác hoặc là một số enzyme. Ví dụ như là ở trong miệng của chúng ta có enzyme gì nhỉ? Enzyme amylase, đúng không nhỉ? Có thể thủy phân tinh bột thành glucose. Đấy, để dễ tiêu hóa hơn, được chưa? Đó là ở điều kiện thường thì cũng nhờ xúc tác hoặc là enzyme thì tinh bột và cellulose cũng có thể thủy phân. Đấy, hoặc là cũng có thể thủy phân trong môi trường axit ở nhiệt độ cao. Đó là tính chất đầu tiên của tinh bột và cellulose, phản ứng thủy phân. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu tác dụng của tinh bột với iốt. Thí nghiệm như sau này, nhỏ vài giọt dung dịch iốt vào ống nghiệm đựng hồ tinh bột. Đấy, chúng ta có thể quan sát ống nghiệm này, bên dưới là có hồ tinh bột và người ta đã nhỏ một vài giọt dung dịch iốt vào hồ tinh bột. Thì hiện tượng xảy ra là ở thí nghiệm tiếp theo, hiện tượng xảy ra ở đây là dung dịch sẽ chuyển thành màu xanh. Đấy, hay chính xác hơn là màu xanh tím. Đấy, chúng ta có thể quan sát thấy khi mà đun nóng thì màu xanh biến mất và để nguội thì màu xanh của dung dịch lại hiện ra, được chưa? Để nguội thì màu xanh của dung dịch, màu xanh của dung dịch nhá, màu xanh của dung dịch lại hiện ra, được chưa? Vậy hiện tượng này là do đâu? Là do tinh bột, phân tử tinh bột hấp thụ iốt để tạo ra một dung dịch có màu xanh. Còn khi mà đun nóng thì phân tử iốt lại thoát ra khỏi những cái phân tử tinh bột đấy, và mất màu xanh. Và khi để nguội thì iốt lại hấp thụ lại vào cái phân tử tinh bột, thế lại có dung dịch màu xanh xuất hiện, được chưa nhỉ? Đấy, đó là cái hiện tượng là iốt và kết hợp với hồ tinh bột đấy, sẽ có màu xanh. Vậy là cái thí nghiệm này
thì chứng tỏ là iốt sẽ được dùng để nhận biết hồ tinh bột và ngược lại, được chưa? Vậy chú ý cho cô là làm những cái bài tập nhận biết thì iốt sẽ là thuốc thử để nhận biết tinh bột và ngược lại, tinh bột có thể là thuốc thử để nhận biết iốt. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu những ứng dụng của tinh bột và cellulose. Thì tinh bột và cellulose được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Quá trình quang hợp của chúng ta như sau này: cây xanh sẽ hấp thụ khí carbonic và hơi nước ở trong không khí. Nhờ gì nhỉ? Nhờ chlorophyll hay còn gọi là diệp lục, được chưa? Và ánh sáng của mặt trời. Để tạo thành tinh bột và cellulose. Và giải phóng khí oxy. Chúng ta sẽ cân bằng này. 6N. Có 6N carbon, 5N nước. Được chưa? Và ở đây là 6N oxy. Đó là quá trình quang hợp của cây xanh. Vậy thì tinh bột và cellulose được tạo thành như thế thì nó có những ứng dụng gì? Đầu tiên là tinh bột. Tinh bột thì là thức ăn quan trọng của con người, đúng không nhỉ? Chúng ta thấy là gạo nấu thành cơm chúng ta hay ăn hàng ngày và không thể thiếu được trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nó là nguyên liệu để sản xuất đường glucose và rượu ethylic nữa, đúng chưa? Rồi, sản xuất đường glucose thì sẽ làm sao nhỉ? Sẽ từ cái phản ứng thủy phân tinh bột để tạo thành glucose, và từ glucose thì sẽ lên men rượu để tạo thành rượu ethylic, đúng không? Mình nhớ một số cái phản ứng hóa học như thế nhá. Về cellulose, ứng dụng của cellulose là nguyên liệu để sản xuất giấy này, vải sợi, đồ gỗ, vật liệu xây dựng, đúng không? Cellulose có ở trong thân cây. Đấy, vì thế nên là nó là nguyên liệu để sản xuất giấy đấy, hay là vải sợi, đồ gỗ, hay là các cái loại bàn ghế, giường tủ. Đấy, là vật liệu xây dựng. Đó là một số những ứng dụng của tinh bột và cellulose. Sau khi học xong bài này, các em nhớ cho cô một số những nội dung lý thuyết chính như sau. Tinh bột và cellulose là những chất rắn màu trắng không tan trong nước. Riêng tinh bột thì tan được trong nước nóng để tạo thành hồ tinh bột, được chưa? Đây là những tính chất vật lý của tinh bột và cellulose. Tiếp theo là đến công thức chung của tinh bột và cellulose là C6H10O5 tất cả N lần. Tuy nhiên, N của tinh bột và cellulose là khác nhau nha. Tinh bột và cellulose bị thủy phân trong dung dịch axit để tạo thành glucose. Ngoài ra thì tinh bột còn tác dụng được với iốt để tạo ra màu xanh đặc trưng. Tiếp theo về ứng dụng, tinh bột và cellulose đóng vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất. Đó là những nội dung lý thuyết chính trong bài học ngày hôm nay mà các em cần phải nắm rõ. Vận dụng những kiến thức lý thuyết vừa được học, các em hãy làm cho cô một số bài tập củng cố sau. Bài tập số 1, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Cellulose và tinh bột có phân tử khối nhỏ, có đúng không nhỉ? Không đúng, đúng không? Nhỏ là không đúng, nó có phân tử khối lớn đấy. Cellulose có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột là sai. Cellulose có phân tử khối lớn hơn tinh bột nha. Cellulose và tinh bột có phân tử khối bằng nhau. Bằng nhau là cũng sai rồi, đúng chưa? Cellulose và tinh bột đều có phân tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối của cellulose lớn hơn nhiều so với tinh bột. Đấy, đều có được cấu tạo nên từ rất nhiều mắt xích C6H10O5, đúng không? Tuy nhiên là cái số mắt xích C6H10O5 của cellulose lớn hơn rất nhiều so với tinh bột. Cellulose vào từ khoảng 10.000 đến 14.000 cơ. Còn N của tinh bột chỉ vào khoảng 1.200 đến 6.000 thôi. Vậy là chúng ta sẽ chọn đáp án D. Bài 1, đáp án D. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với bài tập số 2. Bài tập số 2 là một bài tập phân biệt các chất. Nêu phương pháp phân biệt các chất sau: A. Tinh bột, cellulose và saccharose. B. Sẽ phân biệt tinh bột, glucose và saccharose. Vậy thì với bài tập này thì chúng ta sẽ phân biệt như thế nào? Đối với tinh bột, cellulose và saccharose, chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Thì chúng ta đầu tiên mình thấy là
tinh bột này không tan trong nước, cellulose cũng không tan trong nước, mà saccharose lại tan trong nước, đúng không? Thì việc đầu tiên chúng ta sẽ hòa tan các chất này vào nước, thì mình sẽ nhận được saccharose là tan trong nước, đúng không? Còn tinh bột và cellulose sẽ nhận bằng tính chất gì nhỉ? Tính chất đặc trưng của tinh bột đó là tinh bột làm sao nhỉ? Khi mà tác dụng với iốt để tạo thành dung dịch có màu xanh, đấy là chúng ta sẽ nhận biết được tinh bột. Còn lại là cellulose, được chưa nhỉ? Đó là cái phương pháp làm. Hãy chú ý cho cô nhá. Trong ý A này, chúng ta cho các chất vào nước, chất tan được trong nước thì sẽ là saccharose. Cho hai chất còn lại tác dụng với iốt, chất nào mà chuyển sang màu xanh là tinh bột, còn chất còn lại là cellulose, được chưa? Rồi, đó là ý A. Và ý B thì chúng ta cũng sẽ làm như thế nào nhỉ? Mình cũng thử hòa tan vào nước xem. Thì mình thấy là tinh bột này không tan trong nước, còn lại là glucose và saccharose thì tan được trong nước, đúng không? Rồi, vậy thì mình chỉ cần phân biệt hai cái chất này thôi. Glucose và saccharose thì có tính chất gì đặc trưng nhỉ? Chú ý cho cô là glucose là có phản ứng tráng bạc hay là tráng gương, đúng không? Còn saccharose thì sẽ không có phản ứng tráng gương. Mình sẽ nhận biết bằng phản ứng tráng gương nha. Rồi, ý B chúng ta sẽ làm như sau. Hòa tan các chất vào nước. Chất không tan thì sẽ là tinh bột, chúng ta sẽ nhận biết được tinh bột trước tiên này. Tiếp theo, cho dung dịch của hai chất còn lại tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong ammonia để tạo thành cái phản ứng tráng bạc. Chất có phản ứng tráng bạc là glucose, mình nhận biết được glucose. Chất không có phản ứng là saccharose. Và chú ý cho cô là chúng ta cũng sẽ phải viết phương trình hóa học của phản ứng nhá. Phương trình hóa học này. Gì nhỉ? Glucose, đúng không? Phản ứng tráng bạc của glucose. C6H12O6 sẽ cộng với Ag2O. Rồi, trong môi trường ammonia đun nóng tạo thành C6H12O7 và bạc. Chúng ta thấy có hai bạc thì chúng ta thêm hai bạc. Phương trình đã được cân bằng. Đấy, chúng ta chú ý cho con. Đây là cái phương pháp làm bài tập phân biệt các chất. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với bài tập số 3. Thủy phân 324g tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%. Khối lượng glucose thu được là bao nhiêu? Bài này chúng ta sẽ phải tính khối lượng glucose thu được qua phản ứng thủy phân tinh bột. Chúng ta sẽ viết lại cái phương trình hóa học của phản ứng thủy phân tinh bột nhé. C6H10 O5 tất cả N lần thì sẽ cộng với nước, được chưa nhỉ? Trong môi trường axit loãng đun nóng để tạo thành glucose C6H12O6, được chưa? Mình sẽ cân bằng là thêm N và C6H12O6 và thêm N và nước. Đây là phương trình hóa học của phản ứng. Vậy là bài cho chúng ta là 324g tinh bột. Đây, 324g tinh bột là yêu cầu chúng ta là tính khối lượng glucose. Nhưng mà chú ý cho cô là cái hiệu suất là 75%. Vậy bây giờ mình sẽ tính theo lý thuyết đã. Theo lý thuyết tức là theo phương trình đã. Theo phương trình hóa học thì từ 162 nhân với N, chúng ta tính cái phân tử khối của tinh bột ra là 162 nhân với N. Đấy, sẽ tạo thành 180 với N. Chúng ta chú ý là phải nhân với cả N nhá. Bên này cũng nhân với N. Gam. Vậy thì cứ 162 N gam tinh bột sẽ tạo ra được là 180 N gam glucose. Vậy đề bài cho chúng ta là 324g tinh bột thì sẽ tạo ra bao nhiêu gam glucose theo lý thuyết, tức là theo phương trình. Thì mình sẽ nhân chéo thôi, lấy 324 nhân với 180 N nhân với 180 N, rồi chúng ta sẽ chia ngang, chia cho cái còn lại này là 162 N, là chúng ta sẽ tính được khối lượng glucose tạo thành theo lý thuyết là 360g.
đây là theo lý thuyết. Nhưng mà tuy nhiên, trên thực tế thì hiệu suất phản ứng chỉ đạt 75% thôi. Bởi vì hiệu suất chỉ đạt 75% nên là chúng ta sẽ thu được khối lượng glucose thực tế. Các em sẽ lấy khối lượng glucose theo lý thuyết M glucose theo lý thuyết. Lý thuyết tức là cái mà mình tính được ở trên phương trình hóa học ấy. Rồi em nhân với hiệu suất. Được chưa? Và ở đây chúng ta sẽ có gì nhỉ? Có 360. 360 nhân với hiệu suất là 75% hay là bằng 0,75. Đáp án chúng ta sẽ thu được khối lượng glucose theo thực tế mình bấm máy tính ra là bằng 270g. 270g. Được chưa? Vậy là chúng ta đã hoàn thành bài tập số 3. Bài tập số 3 ở đây là đáp án D. Đó. Các em đã hiểu cái cách làm bài này chưa nhỉ? Bài tập số 3 này cũng là bài tập cuối cùng kết thúc video bài học của chúng ta ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các em trong những video bài học sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.